chứa bông vải ở Quảng Ninh cháy suốt 12 tiếng chưa dứt. Khoảng 2 giờ ngày 2 tháng 4, tại khu công nghiệp Hải Yên, đóng ở phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lửa bốc cháy dữ dội và nhanh chóng lan rộng. Ngọn lửa xuất phát từ nhà kho thuộc phân xưởng số 4, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long thuộc tập đoàn Texhong Hồng Kông Trung Quốc. Bên cạnh kho chứa khoảng 4.000 đến 5.000 tấn nguyên liệu, hàng hóa, phần lớn là bông sợi. Phân xưởng số 4 dài gần 200 m, ngang khoảng 40 m, được quây và lợp bằng tôn thép nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Nước không thể phun được vào bên trong. Khi thấy lửa lan rộng, thành phố Đông Hưng ở Quảng Tây Trung Quốc đã điều 6 xe cứu hỏa cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy sang hỗ trợ. Đến 14 giờ cùng ngày, bên trong vẫn cháy dữ dội, thiêu rụi hoàn toàn hàng hóa và nguyên vật liệu. Tuy nhiên, lính cứu hỏa đã kiểm soát, không để ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy tuy không có thương vong về người, nhưng rất nhiều nguyên vật liệu sản xuất bị thiêu rụi. Công ty Texhong Ngân Long là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh sợi polyester, cotton, ni lông, PP và PE.